Tam Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe và may mắn. Xin gửi đến quý vị một bản tin mới đó là diễn biến dịch COVID-19 tới ngày 16 tháng 3 là 7.139 ca tử vong tại Mỹ. Mỹ bắt đầu thử vaccine COVID trên người. Trong vòng 24 giờ qua, dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại châu Âu, khiến số người mắc bệnh và tử vong tăng lên bàn hoàng sau mỗi giờ. Tại Mỹ, vaccine ngừa COVID bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng, trong khi ban đầu tiên đã áp đặt lệnh giới nghiêm và chính quyền đang thảo luận đề xuất áp đặt giới nghiêm trên toàn quốc. Tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã ghi nhận hơn 182.204 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus gây ra và số ca tử vong đã lên tới 7.139 người. Dịch bệnh lây lan tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số ca mắc COVID-19 của các nước còn lại trên thế giới đã vượt xa tổng số ca nhiễm ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch. Với 2.158 ca tử vong và 27.980 người nhiễm bệnh, Italia đang là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italia đã lên mức 73, 77 người trên 1.000 ca nhiễm, gần gấp đôi so với mức 39,7 của Trung Quốc và cao hơn nhiều so với mức 56,9 người trên 1.000 ca nhiễm của Iran. Một điểm khác biệt là độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus COVID-19 tại Italia rất cao, lên tới 79,4 tuổi. Tại Mỹ, Chính quyền tổng thống Donald Trump đang thảo luận đề xuất áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Kênh CNN cho biết đã có những cuộc thảo luận tích cực trong nội bộ Nhà Trắng nhằm thúc đẩy một lệnh giới nghiêm. Theo đó, những hoạt động kinh doanh không thiết yếu như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar được khuyến khích đóng cửa vào một giờ nhất định hàng đêm. Các cửa hiệu tạp hóa và hiệu thuốc có thể được miễn trừ khỏi lệnh này. Trong khi đó, New Jersey đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ ban bố lệnh giới nghiêm, hạn chế hoạt động đi lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Theo AP, thì tổng thống Trump ngày 16 tháng 3, tức rạng sáng ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam, đã tuyên bố đại dịch Covid-19 có thể chấm dứt tại Mỹ vào tháng 7 hoặc tháng 8 nếu chúng ta làm thực sự tốt. Ông thúc giục người dân Mỹ tạm ngừng hầu hết các hoạt động xã hội trong vòng 15 ngày và không tụ tập nhóm họp hơn 10 người. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các quan chức liên quan đã thảo luận về các hạn chế đi lại trong nước, đồng thời khẳng định chưa cân nhắc tiến hành phong tỏa toàn quốc tại thời điểm này, mặc dù một số khu vực nhất định có thể áp dụng các biện pháp như vậy. Bản thân tổng thống Trump tự cho mình điểm 10 khi được đề nghị tự đánh giá về phản ứng với dịch Covid-19. Cùng ngày 16 tháng 3, cơn bão Covid đã khiến thị trường chứng khoán New York tự động ngắt giao dịch trong 15 phút khi chỉ số S&P 500 lao dốc 9,76% do những lo ngại ngày càng tăng về thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho kinh tế toàn cầu. Khó khăn kinh tế cũng đã khiến các hãng hàng không Mỹ đang đề nghị một gói cứu trợ từ chính phủ trị giá 50 tỷ đô la, gồm các khoản vay ưu đãi và giảm thuế. Dịch COVID-19 đang đe dọa hủy bỏ nhiều sự kiện vận động tranh cử lớn của các ứng cử viên dân chủ cũng như đương kim tổng thống Trump. Tuy nhiên, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đang chuẩn bị cho các sự kiện vận động mùa dịch thông qua các công cụ chiến dịch ảo và kỹ thuật số chưa từng có nhằm tổ chức các sự kiện ảo. Hiện tại, toàn bộ nhân viên tại tổng hành dinh chiến dịch của ông Trump ở nọt và nhà đã được yêu cầu làm việc từ nhà trong thời gian văn phòng được khử trùng. Một trong những điểm sáng tại Mỹ giữa cơn đại dịch là nước này ngày 16 tháng 3 đã tuyên bố đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên người nhằm đánh giá tác dụng của một ứng cử viên vaccine phòng virus COVID-19. Chương trình thử nghiệm lâm sàng diễn ra tại thành phố Seattle trong thời gian khoảng 6 tuần. Bên cạnh đó, nhà sản xuất dược phẩm Regeneron của Mỹ và Tập đoàn Dược phẩm Pháp Sanofi cùng ngày đã tuyên bố đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng, một loại thuốc mới dành cho những bệnh nhân COVID nặng. Tập đoàn Boeing kêu gọi nhân viên làm việc từ nhà nhưng khẳng định vẫn tiếp tục sản xuất máy bay. Trong khi đó, người khổng lồ Amazon cho biết đang tuyển thêm 100.000 nhân viên để đáp ứng nhu cầu đặt hàng online tăng vọt trong mùa dịch. Tại nước láng giềng Canada, Thủ tướng Justin rạng sáng ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam đã tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ các đường biên giới với công dân nước ngoài. Theo ông, Trader sẽ có những ngoại lệ dành cho các phi công, nhà ngoại giao và công dân Mỹ, mặc dù ngoại lệ này có thể thay đổi. Canada hiện ghi nhận 375 ca dương tính với COVID-19 và một bệnh nhân đã tử vong. Tuyên bố nói trên được Thủ tướng đưa ra sau khi nhiều quốc gia châu Âu như Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Nga đã áp dụng chính sách tương tự nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công nguy hiểm của Covid-19. Tại Tây Ban Nha, điểm nóng dịch lớn thứ hai ở châu Âu thì số ca nhiễm Covid-19 cũng tăng mạnh đến 9.942 người, thêm 1.954 ca trong vòng 24 giờ, trong khi số người tử vong là 342 bệnh nhân. Tại Pháp, trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm hơn 1.200 ca nhiễm mới virus, nâng tổng số ca mắc dịch COVID-19 lên 6.633 ca và 148 người đã tử vong. Tổng thống Pháp, ông Macron, tối ngày 16 tháng 3, đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus COVID-19. Ông Macron cho rằng nước Pháp đang ở trong tình trạng chiến tranh, đối mặt với kẻ thù vô hình, khó nắm bắt. Ông tuyên bố, hoạt động di chuyển và tiếp xúc sẽ bị hạn chế ở mức tối thiểu kể từ trưa ngày 17 tháng 3 và kéo dài trong ít nhất 15 ngày trên toàn lãnh thổ. Vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 3 sẽ được hoãn lại. Trong khi đó, Thủ tướng Anh sáng ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam đã họp báo công bố áp đặt biện pháp kiểm dịch chặt chẽ, bao gồm cách ly tại nhà, làm việc tại nhà và chấm dứt các hoạt động tụ họp đông người. Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân ngừng các hoạt động đi lại, cũng như tiếp xúc không cần thiết với người khác. Ông cảnh báo dịch bệnh tại Anh đang tiến tới đỉnh điểm với tốc độ nhanh. Trong ít ngày tới, chính phủ sẽ công bố các biện pháp mạnh mẽ hơn. Bỉ cũng ghi nhận 197 ca mới mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số lên 1.058 ca, trong đó 10 người tử vong. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 3, Bỉ đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp cho các bệnh viện. Theo đó, những đơn vị này ngừng vô thời hạn các ca tư vấn, thăm khám và phẫu thuật không khẩn cấp. Thụy Sĩ đã hủy phiên họp quốc hội trong bối cảnh chính phủ nước này triệu tập cuộc họp khẩn để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đang có dấu hiệu nguy cấp tại nước này. Khi chỉ trong một ngày, tổng số ca nhiễm COVID-19 mới tại Thụy Sĩ và nước láng giềng tăng 50% lên 2.353 ca. Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định đóng cửa các trường học trên cả nước, nghiêm cấm mọi sự kiện tụ tập, hội họp. Tại Đức, Tổng thống của Đức đã nêu 3 nhiệm vụ cần làm hiện nay để ứng phó với dịch bệnh. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là làm chậm sự lây lan của COVID-19, không để hệ thống y tế Đức quá tải với những ca nhiễm mới đang ngày càng gia tăng. Nhiệm vụ thứ hai là có những biện pháp để đưa nền kinh tế Đức vượt qua những hậu quả về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Và nhiệm vụ thứ ba là gắn kết châu Âu. Đến nay, trên cả nước Đức ghi nhận 7.241 ca nhiễm COVID-19 với 15 trường hợp tử vong. Đức cũng đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới với Áo, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Thụy Sĩ. Tại châu Á, trong ngày 16 tháng 3, Trung Quốc thông báo sẽ rút dần các nhân viên y tế ra khỏi tỉnh Hồ Bắc nơi từng là tâm điểm bùng phát và lây lan dịch bệnh COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận thêm 36 ca mắc bệnh mới. Tại Hàn Quốc, mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn đang có chiều hướng giảm, chỉ có thêm 75 ca mắc mới, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố nước này đang phải đối mặt với giai đoạn mới cực kỳ quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong khi hai ổ dịch chính là thành phố Daegu cách Seoul 300 cây số về phía đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó đã có số lượng ca nhiễm mới giảm liên tục trong vài ngày qua. Cơ quan chức năng Hàn Quốc lại phát hiện thêm một số ổ lây nhiễm lớn tại khu vực thủ đô Seoul, đặc biệt tập trung tại một tổng đài điện thoại, một quán cà phê Internet, nhà thờ và bệnh viện. Tại Iran, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua là 129 người, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 853 bệnh nhân và 14.991 người nhiễm virus. Ngày 16 tháng 3, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang đối phó với tình trạng bùng phát dịch COVID-19. Trước đó, Tổng thống Iran là ông Hassan báo đã cáo buộc Mỹ duy trì lệnh trừng phạt và ảnh hưởng đến công tác chiến dịch chống COVID-19 của nước này đồng thời khiến kinh tế Iran thiệt trực tiếp tới 200 tỷ đô la Mỹ chỉ trong chưa đầy 2 năm. Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia đang trở thành ổ dịch khi nước này ghi nhận thêm 138 ca mắc bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 566 người. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 17 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 243 trường hợp. Đây cũng là con số tăng mạnh nhất trong một ngày tại Singapore. Trong số các trường hợp nhiễm mới có 11 người từ nước ngoài trở về. Tại Thái Lan, chính quyền nước này đã xác nhận thêm 33 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm mắc Covid-19 tại đây lên 147 người. Đây cũng là số ca tăng mạnh nhất trong một ngày tại Thái Lan. Indonesia cũng phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính với virus Covid-19, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 134 người, trong đó có 5 ca tử vong. Trong ngày 16 tháng 3, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Philippines, thượng nghị sĩ Zubiri cho biết ông đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Cho đến nay, Philippines ghi nhận 141 ca mắc bệnh Covid-19 với 12 người tử vong tại châu phi trong ngày 16 tháng 3 đã có thêm Tanzania, Somalia, Liberia và Benin thông báo về các ca đầu tiên mắc COVID-19 như vậy hiện đã có khoảng 31 nước tại châu phi xuất hiện các ca mắc bệnh trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tổ chức y tế thế giới ngày 16 tháng 3 cho biết họ đã chuyển gần một triệu rưỡi bộ xét nghiệm COVID-19 cho 120 quốc gia tổng giám đốc who là ông ahanom đã khẳng định cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa nhiễm virus và cứu sống bệnh nhân là phá vỡ chuỗi lây truyền và để làm điều đó bạn phải xét nghiệm và cách ly chúng ta không thể bịt mắt chữa cháy không thể ngăn chặn đại dịch này nếu chúng ta không biết ai bị nhiễm chúng tôi có một thông điệp đơn giản cho tất cả các quốc gia là xét nghiệm xét nghiệm và xét nghiệm Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Việt Sky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh youtube Việt Qua TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị được an yên và dồi dào sức khỏe để vượt qua mùa cúm corona Vũ Hán này. Xin trân trọng kính chào.